Kính thưa các thầy, các cô, các anh chị và toàn thể các bạn đồng nghiệp, xin phép các thầy, các cô, các anh chị và toàn thể các bạn đồng nghiệp được trình bày cái nội dung liên quan đến các cái phương pháp dự phòng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái phần trình bày thì gồm có bốn cái phần. Thứ nhất là gánh nặng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ hai là liệu pháp không dùng thuốc trong điều trị, các liệu pháp dùng thuốc và điều trị các cái bệnh đồng mắc. Về gánh nặng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có rất nhiều các cái định nghĩa về đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên thì nhìn chung các định nghĩa đều thống nhất ở hai cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đấy là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đấy là sự xấu đi của các cái triệu chứng hô hấp, và cái tiêu chí thứ hai đấy là cần một cái sự thay đổi trong cái điều trị so với cái điều trị hàng ngày của người bệnh. Mỗi bệnh nhân thì có thể trải qua các cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khác nhau. Tuy nhiên thì có một số những cái dấu hiệu cảnh báo mà có thể xảy ra, như là các cái bệnh nhân thường có ho nhiều hơn, khó thở nhiều hơn, các cái đờm thì khạc nhiều hơn và thay đổi các cái màu sắc của đờm. Các cái bệnh nhân thì thường có cái cảm giác là mệt mỏi rất rõ rệt. Các cái đợt cấp thì có thể kéo dài vài ngày, thậm chí vài tuần, và thông thường hoặc là các đợt cấp cần điều trị kháng sinh, corticoid uống, và thậm chí rất nhiều những cái đợt cấp cần phải nhập viện điều trị ở trong các cái khoa nội hô hấp, thậm chí là trong các cái khoa hồi sức tích cực. Và đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thực sự là những cái sự kiện gây nguy hại rất lớn tới người bệnh. Và qua những cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thông thường cái tổn thương phổi xuất hiện là vĩnh viễn và rất khó để có thể hồi phục lại cái tình trạng như trước khi có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Về gánh nặng của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đối với bệnh nhân, gia đình và toàn cái hệ thống y tế thì các nghiên cứu đều chỉ ra đấy là có tới 77% bệnh nhân có ít nhất một đợt kịch phát trung bình tới nặng trong vòng 3 năm. Và các nghiên cứu đều cho thấy là trong số các cái yếu tố là nguy cơ gây cái đợt cấp tiếp theo, thì cái đợt cấp đầu tiên là cái yếu tố dự báo mạnh nhất tới cái nguy cơ tương lai xuất hiện các cái đợt cấp tiếp theo của bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái đợt cấp thì nhìn chung sẽ làm thay đổi cuộc sống, tiến triển bệnh, và bệnh nhân trong mỗi cái đợt cấp thì đều là gia tăng cái nguy cơ tử vong rất là nhiều. Và các cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thường là bị nhận biết, chẩn đoán và điều trị dưới mức. Rất nhiều những cái trường hợp mà đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nhưng không được chẩn đoán và không được điều trị một cách đầy đủ. Nghiên cứu của nhóm các cái tác giả của Denfield và cộng sự đăng trên tạp chí Respiratory and Critical Care Medicine năm 2017 chỉ ra thấy rõ là các cái đợt kịch phát thì dẫn đến sự suy giảm chức năng thận phổi. Và khi mà so sánh các cái nhóm đấy là nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng và mức độ rất nặng, thì ở cả bốn cái nhóm này đều có sự suy giảm chức năng thu khí phổi khi có đợt cấp. Nhưng mà cái sự suy giảm chức năng thu khí phổi gặp nhiều nhất lại ở cái trường hợp mà có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nhẹ. Như vậy cho chúng ta thấy là thực tế ra thì cái đợt cấp ở trong những cái trường hợp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nặng đã rất là nghiêm trọng, nhưng nếu chúng ta dự phòng được cái đợt cấp mà ngay ở những cái trường hợp mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nhẹ thì lại mang lại cái hiệu quả mà làm chậm lại cái sự suy giảm chức năng hô hấp đáng kể, tốt hơn cho so với những cái đợt cấp mà ở trên nền những cái bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mức độ nặng. Về ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thì các nghiên cứu chỉ ra là cứ sau mỗi cái đợt cấp thì cái chất lượng cuộc sống, cái điểm chất lượng cuộc sống giảm đi một cách rõ rệt. Thì ở đây là hình ảnh nghiên cứu của nhóm tác giả Bobo và cộng sự đăng trên tạp chí hô hấp của Hội hô hấp châu Âu năm 2007. Thì kết quả cho thấy là cứ sau các cái đợt cấp thì cái điểm xanh giọt giảm đi một cách rất là rõ rệt. Và thông thường thì rất khó để có thể hồi phục lại cái điểm xanh giọt, cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân như trước khi mà bệnh nhân có cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và nghiên cứu của nhóm tác giả Susa và cộng sự đăng trên tạp chí Thoát năm 2012 về tần suất các cái đợt cấp nối tiếp nhau thì kết quả cho thấy là cái thời gian mà đến cái đợt cấp đầu tiên thì dài, nhưng mà sau đó thì các cái đợt cấp nó cứ mau dần theo thời gian. Và trên thực tế lâm sàng thì cũng ghi nhận là tần suất các cái đợt cấp của các bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cứ mau dần theo thời gian. Nếu năm nay bệnh nhân có một đợt cấp thì sang năm có thể có hai đợt cấp, và sang năm sau thì có thể có ba, thậm chí nhiều hơn ba đợt cấp ở trong một năm. Tức là các cái đợt cấp thì cứ mau dần
và khoảng cách giữa các cái đợt cấp tới các cái đợt cấp tiếp theo thì cứ càng ngày càng rút ngắn. Và bên cạnh đó, trong mỗi cái đợt cấp thì làm gia tăng nghiêm trọng cái nguy cơ tử vong. Ở đây là cái hình ảnh trên nghiên cứu của nhóm tác giả Ho và cộng sự năm 2014 thì cho thấy là ở trong mỗi cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì làm tăng gia tăng thêm 22% các cái bệnh nhân COPD tử vong trong vòng 1 năm kể từ khi mà có cái đợt cấp nhập viện và có cái sự suy giảm chức năng hô hấp và tim mạch, thì là những nguyên nhân gây cái nguyên nhân gây cái tử vong khá là phổ biến. Tuy nhiên thì về cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vẫn còn một số những cái điểm mà chúng ta vẫn còn những cái băn khoăn. Mặc dù chúng ta chẩn đoán và nhận biết các cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dựa trên các cái dấu hiệu lâm sàng, đấy là ho tăng, các đờm tăng, khó thở tăng và đờm mủ. Tuy nhiên thì cũng chưa có một cái dấu ấn sinh học nào là cái dấu ấn một cách chắc chắn để mà dựa vào đó chúng ta có thể nhận biết, dễ dàng nhận biết các cái đợt cấp. Bên cạnh đó, cái khoảng thời gian giữa hai đợt cấp cũng còn là những cái điểm mà còn những cái băn khoăn, còn những cái chưa rõ ràng. Mặc dù chúng ta vẫn đưa ra cái định nghĩa là cái khoảng cách từ khi kết thúc cái đợt cấp từ thứ nhất đến khi bắt đầu cái đợt cấp thứ hai là 4 tuần. Tuy nhiên thì cũng có vẫn có những cái đợt cấp mà dai dẳng cái kéo dài của nó dài kéo dài 2, 3, 4, thậm chí 5, 6 tuần cũng chưa hết hẳn một cách hoàn toàn, thì đấy là vẫn còn những cái điểm mà chưa rõ ràng. Bên cạnh đó thì trong cơ chế bệnh sinh của đợt cấp cũng còn những cái điểm chưa rõ ràng. Chúng ta có những cái căn nguyên đợt cấp do vi khuẩn, do virus cho tăng mạch cầu hoay toan, nhưng cũng còn rất nhiều những cái trường hợp mà khi mà đi vào đợt cấp nhưng khi mà chúng ta tìm căn nguyên thì cũng chưa nhìn thấy một cách rõ ràng. Về cơ chế bệnh sinh của bệnh phổi của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đề cập rất nhiều tới cái tổn thương cấu trúc của phổi, của nhu mô phổi, của đường thở, cái tình trạng viêm toàn thân, và bên cạnh đó thì có kèm theo những cái bệnh đồng mắc rồi các cái bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên thì các nghiên cứu vẫn chỉ ra rằng cái yếu tố góp phần vào cái nguyên nhân tử vong chính của các bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vẫn là cái tình trạng, cái mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hơn là các cái bệnh lý đồng mắc cũng như là các bệnh lý tim mạch kèm theo. Về mục tiêu điều trị của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ở đây thì gồm có hai cái mục tiêu chính, đấy là giảm triệu chứng và giảm cái yếu tố nguy cơ. Trong cái giảm yếu tố nguy cơ thì gồm có ngăn ngừa và điều trị đợt cấp, ngăn ngừa bệnh tiến triển cũng như là giảm các cái tỷ lệ tử vong. Thế thì các cái chiến lược dự phòng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà được đề cập trong các nghiên cứu của Gold thì bao gồm có thay đổi các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như cai thuốc lá, các cái chiến lược liên quan đến việc tiêm vaccine để ngừa những cái nhiễm trùng hô hấp như là vaccine phế cầu, tiêm vaccine phế cầu, các cái vaccine cúm và gần đây đấy là cái vaccine ho gà, cũng trong những cái khuyến cáo gần đây thì Gold cũng đã đưa vào đề cập tới cái việc giúp ngăn ngừa các cái đợt cấp. Rồi thì điều trị các cái bệnh đồng mắc và điều trị bằng thuốc như các cái thuốc giãn phế quản kéo dài bao gồm LABA, LAMA, các cái phức hợp LABA kết hợp LAMA rồi corticoid đường phun hít rồi các cái điều trị bộ ba thì đều cho thấy là có hiệu quả trong điều trị giảm triệu chứng cũng như là dự phòng các cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong tương lai. Về các yếu tố nguy cơ làm gia tăng tần suất đợt cấp thì bao gồm có tuổi cao, các tình trạng sức khỏe, các cái triệu chứng lâm sàng như ho, đờm và khó thở, cái chỉ số Bose, mức độ rối loạn thông khí tắc nghẽn, tình trạng viêm ở phổi và các cái viêm toàn thân, dày thành đường thở đánh giá trên phim chụp các lớp vi tính, các cái tình trạng cư trú của vi khuẩn ở trong lòng đường thở, trào ngược dạ dày thực quản, các cái tăng áp động mạch phổi cũng như là bệnh đồng mắc và rối loạn tâm thần. Và các cái liệu pháp trong điều trị dự phòng các cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì các cái liệu pháp không dùng thuốc cho các bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì đề cập rất nhiều tới cái việc mà cai thuốc lá, tránh tiếp xúc với khói bụi cũng như là tập phổi chức năng rồi tiêm các cái vaccine. Thế đây là cái hình ảnh trong cái nghiên cứu của Fletcher và cộng sự đăng năm 1977 về cái liên quan của cái khói thuốc với cái mức độ suy giảm của chức năng thông khí phổi, thì kết quả cho thấy thì cái đường màu vàng này thì chúng ta thấy là các cái trường hợp mà bệnh nhân có hút thuốc và không có cai. Nhưng sau đó thì chúng ta có thêm những cái đường màu xanh cũng như đường màu đen tương ứng với cái việc mà cai thuốc ở những cái thời điểm khác nhau. Thế thì kết quả cho thấy là khi mà bệnh nhân đang hút thuốc mà cai thuốc ở bất cứ thời điểm nào thì cũng có cái hiệu quả trong việc làm giảm cái tốc độ xấu đi của chức năng thông khí phổi, mà chức năng
cái chức năng thu khí phổi của bệnh nhân thì cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc mà dự phòng các cái đợt cấp. Trong đó thì chức năng thu khí phổi mà càng 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 kém thì nguy cơ xuất hiện các cái đợt cấp càng càng nhiều hơn. Về tiêm phòng vaccine thì vaccine phòng cúm giảm tình trạng chậm trọng của bệnh và tử vong. Vaccine phế cầu ở với cái tuyếp mà 23 tuyếp huyết thanh thì làm giảm cái tỷ lệ viêm phổi cộng đồng do phế cầu bệnh nhân dưới 65 tuổi, FEV1 dưới 40% và có các bệnh đồng mắc. Còn đối với người lớn mà trên 65 tuổi thì cái vaccine phế cầu mà 13 tuyếp huyết thanh thì được xác định giảm các cái bệnh nhiễm trùng nặng và các cái nhiễm trùng máu do phế cầu. Và Gold và CDC thì đều đã đưa cái khuyến cáo tiêm vaccine phòng ho gà trên bệnh nhân COPD thì giúp giảm các cái tần suất đợt cấp. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây có ba cái vaccine đều giúp giảm cái tần suất đợt cấp của bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính, đấy là vaccine phòng cúm, vaccine phế cầu và vaccine phòng ho gà. Về vai trò của phục hồi chức năng hô hấp và hoạt động thể lực thì khuyến khích bệnh nhân hoạt động thể lực để bảo tồn cái tình trạng sức khỏe và giảm nguy cơ nhập viện. Và phục hồi chức năng hô hấp thì nên được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính mà bị suy giảm chức năng do cái bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính. Và phục hồi chức năng hô hấp thì cải thiện chất lượng cuộc sống và tình trạng khó thở, và càng ngày thì cái vai trò của phục hồi chức năng càng trở nên quan trọng đối với các cái điều trị cũng như là ngăn ngừa các cái đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính trong tương lai. Về hoạt động thể chất thường xuyên trên các cái bệnh nhân có bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính thì đánh giá trên hai cái tiêu chí, là tiêu chí thời gian đến khi mà xuất hiện cái đợt cấp và cần nhập viện, và cái thời gian đến khi tử vong, và chia ra cái mức độ, đấy là cái hoạt động thể chất thường xuyên mức độ cao, mức độ trung bình, mức độ thấp và mức độ rất thấp. Thì kết quả cho thấy trên cả cái tiêu chí là thời gian đến khi mà cái nhập viện lần lần đầu tiên cũng như là thời gian tử vong thì cái hoạt động thể chất mà mức độ rất thấp thì đều có cái nguy cơ tử vong cũng như là cái thời gian dẫn đến những cái đợt cấp là nghiêm trọng nhất. Về chế độ dinh dưỡng thì bệnh nhân bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính có BMI thấp và trọng lượng cơ thể không mỡ thấp thì có liên quan đến các kết cục xấu hơn. Đối với bệnh nhân bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính bị suy dinh dưỡng thì cần thiết phải bổ sung dinh dưỡng giúp tăng cân, cải thiện đáng kể cái sức mạnh của cơ hô hấp, cải thiện đáng kể cái test đi bộ 6 phút, sức mạnh cơ hô hấp và tình trạng sức khỏe chung của người bệnh. Thì qua đó thì giúp cải thiện cái tình trạng chung của bệnh nhân có bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính. Các cái chất chống oxy hóa thì giúp cải thiện cái sự thiếu hụt các cái chất chống oxy cũng như là sức mạnh cơ đùi trước và protein toàn phần trong huyết thanh. Và can thiệp dinh dưỡng kéo dài 12 tháng ở bệnh nhân suy nhược cơ thì cho thấy cải thiện các hoạt động thể chất đáng kể. Và chúng ta đều biết là khi mà cải thiện hoạt động thể chất ở các cái bệnh nhân có bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính thì nhìn chung liên quan đến cái cải thiện cái tình trạng sức khỏe chung và liên quan đến việc mà kéo dài cái tuổi thọ của bệnh nhân có bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính. Về các cái liệu pháp dùng thuốc cho bệnh nhân có bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính thì đây là hình ảnh nghiên cứu của nhóm tác giả Donohue và cộng sự năm 2017 đánh giá trên các cái tiêu chí mà dùng LABA so với giả dược. Trong đó cái tiêu chí xác định đây là cái thay đổi FEV1 tại cái thời điểm 12 tuần và tại cái thời điểm 24 tuần thì kết quả đều cho thấy là tất cả các cái LABA thì đều có cái hiệu quả rõ rệt hơn so với giả dược trên các cái tiêu chí FEV1 tại thời điểm 12 tuần và 24 tuần. Và LABA thì làm giảm cái đợt cấp so với giả dược ở cả hai cái thời điểm là 12 tuần và 24 tuần, cái cải thiện rất là rõ rệt. Về vai trò của LAMA đối với cải thiện chức năng thông khí phổi thì có rất nhiều những nghiên cứu đã đề cập tới vai trò của LAMA thì các kết quả đều có cái ý nghĩa đều đều có ý nghĩa rất là rõ rệt và khẳng định LAMA thì có vai trò rất rõ rệt trong cải thiện chức năng thông khí phổi khi mà so với giả dược ở các cái thời điểm 12 tuần, 24 tuần, 26, 52 tuần. Và cũng tương tự như LABA thì LAMA làm giảm các cái đợt cấp rất rõ rệt so với giả dược. Chúng ta thấy các cái con số giảm rất là ấn tượng so với giả dược. Thế còn so sánh giữa LAMA và LABA trong phòng ngừa đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính thì đây là cái hình ảnh màu đỏ là cái của tiotropium và cái hình ảnh màu vàng thì đến là của anh dacarterone, thì kết quả cho thấy là cái LAMA thì hiệu quả hơn LABA trong cái phòng ngừa các cái đợt cấp của bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính, và cái sự khác biệt ở đây là 20% khi so sánh giữa LAMA và cái LABA.
Ở cái dạng phối hợp giữa LABA và LAMA thì giúp giảm cái tỷ lệ đợt cấp trung bình hay nặng so với cái dùng LAMA đơn thuần. Ở đây chúng ta có cái kết quả so sánh giữa cái kết hợp dạng kết hợp giữa endacaterol và glycopyrrolium so với cái glycopyrrolium đơn thuần, thì kết quả đều cho thấy là cái dạng kết hợp giữa LAMA LABA thì cho cái giảm cái tỷ lệ đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rõ rệt hơn là dùng cái glycopyrrolium đơn thuần. Còn về vai trò của ICS LABA so với giả dược và so với LABA trên đợt cấp trung bình và nặng, thì ở đây là ICS LABA so với giả dược cũng như là ICS LABA so với LABA thì kết quả đều nghiêng về cái hướng là ưu thế của ICS LABA so với giả dược cũng như là so với LABA đơn thuần trong điều trị các cái đợt cấp trong cái điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính xét trên cái nguy cơ xuất hiện cái đợt cấp trung bình và nặng. Bên cạnh đó, khi so sánh giữa LABA/LAMA với ICS/LABA trên các cái bệnh nhân có nhiều đợt cấp thì kết quả không ghi nhận cái sự khác biệt rõ rệt giữa cái LABA/LAMA so với ICS/LABA về hiệu quả giảm giảm đợt kịch phát trên bệnh nhân có nhiều đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế còn vai trò của ICS/LABA so với LABA/LAMA thì ICS/LABA giúp giảm cái đợt kịch phát tốt hơn LABA/LAMA, nhưng ở đây là trên cái phân nhóm bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và có kèm cái tăng eosinophil máu. Như vậy chúng ta thấy là ở cái nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà tăng eosinophil máu thì ICS/LABA có xu hướng là tốt hơn so với cái dạng kết hợp LABA/LAMA. Về hiệu quả của ICS/LABA/LAMA tức là điều trị bộ ba so với cái dạng là ICS/LABA và dạng là LABA kết hợp với LAMA thì cái điều trị bộ ba có rất nhiều những cái nghiên cứu xét trên các cái tiêu chí này, thì cái điều trị bộ ba cho cái ưu thế giảm cái đợt kịch phát tốt hơn rõ rệt so với cả ICS/LABA và so với dạng kết hợp của LABA và LAMA. Bên cạnh đó thì nghiên cứu của nhóm tác giả Rabe và cộng sự đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2020 về cái vai trò của budesonide glycopyrrolium formoterol tức là điều trị bộ ba giữa một cái ICS LABA/LAMA thì so với cái điều trị bộ đôi là LAMA/LABA và ICS/LABA thì cái điều trị bộ ba giúp giảm đáng kể cái đợt cấp trung bình nặng so với cái liệu pháp bộ đôi. Cụ thể ở đây là cái budesonide glycopyrrolium formoterol ở cái liều là 320 budesonide thì giúp giảm 24% đợt cấp trung bình nặng so với LAMA/LABA và giúp giảm 13% cái đợt cấp trung bình nặng so với ICS/LABA. Thế còn trên cái phân nhóm nhiều đợt cấp thì cái điều trị bộ ba so với LABA và LAMA cũng cho cái ưu thế giảm 27% và giảm 11% cái đợt cấp trung bình tới nặng lần lượt so với cái dạng kết hợp LAMA/LABA và cái ICS/LABA trong điều trị. Và bên cạnh đó thì ở các nghiên cứu khác thì cũng cũng khẳng định thêm những cái ưu thế của các cái điều trị bộ ba so với những cái điều trị bộ đôi. Bên cạnh đó khi mà ở nghiên cứu về cái khởi trị sớm so với tức là ngay sau khi kết thúc cái đợt kịch phát thì khởi trị điều trị cái liệu pháp bộ ba ngay so với việc trì hoãn, thì các nghiên cứu cũng chỉ ra là khởi trị sớm với liệu pháp bộ ba ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sau đợt kịch phát liên quan đến hiệu quả giảm đáng kể cái nguy cơ đợt kịch phát, kéo dài cái thời gian đến đợt kịch phát đầu tiên và giảm cái nguy cơ tái nhập viện. Và cái điều trị bộ ba thì cũng giúp giảm đáng kể cái tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân so với cái dạng kết hợp điều trị LABA, LAMA cũng như là ICS LABA. Đâu là cái yếu tố liên quan đến cái cơ chế của cái liệu pháp chứa ICS trên cái lợi ích giảm cái nguy cơ tử vong cũng như là giảm cái đợt kịch phát trong tương lai của các cái bệnh nhân có đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì các cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng liên quan đến yếu tố căng phồng phổi quá mức thì có thể cái căng phồng phổi quá mức khi phối hợp với thuốc giãn phế quản có khả năng cải thiện cái chức năng tim thông qua cải thiện cái cơ học hô hấp và có các cái tác động có lợi trên cấu trúc chức năng tim và mạch máu phổi. Còn liên quan đến cái giảm đợt kịch phát thì từ đó cũng giúp giảm cái biến cố tim mạch nhập viện và bệnh lý tim mạch và tử vong, và liên quan đến việc mà giảm cái tình trạng viêm
thì có thể giảm nhiều các cái dấu ấn sinh viêm khác nhau của tình trạng viêm hệ thống, thì có khả năng cải thiện cái chức năng tim cũng như là giảm các cái dấu sinh viêm, thì cũng giúp cái cải thiện chức năng thông khí phổi và cái tình trạng sức khỏe chung của bệnh nhân có bệnh phổi tăng mãn tính. Một cái phân tích tiếp theo của phân tích hậu kiểm trong cái nguyên nghiên cứu Wisdom do nhóm tác giả Can Jack Lee và cộng sự tiến hành năm 2017 thì kết quả cho thấy khi mà đang dùng cái ICS mà nếu rút ICS này, nếu mà rút ICS thì xuất hiện cái nguy cơ làm gia tăng cái nguy cơ xuất hiện các cái đợt cấp bệnh phổi tăng mãn tính. Vai trò của một số những cái thuốc điều trị khác trong việc mà dự phòng các cái đợt cấp bệnh phổi tăng mãn tính thì đối với roflumilast thì đây là một cái chất ức chế PDE4 có tác dụng giảm tần suất các cái đợt cấp bệnh phổi tăng mãn tính. Trên cái nghiên cứu của Can Jack Lee năm 2009, nghiên cứu kéo dài 12 tháng so sánh hai nhóm. Một cái nhóm dùng roflumilast với cái nhóm dùng giả dược. Trên cái đối tượng nghiên cứu là các cái bệnh nhân bệnh phổi tăng mãn tính mức độ nặng, có tình trạng viêm quản mạng và tiền sử ít nhất có một đợt cấp trong năm trước, thì kết quả là cái tỷ lệ đợt cấp trung bình đến nặng giảm đáng kể tới 17% ở cái nhóm điều trị roflumilast. Cái nghiên cứu Bestman và cộng sự năm 2011 thì cũng nghiên cứu cũng cũng khẳng định là cái hiệu quả lớn lớn nhất thấy ở nhóm mà nhiều đợt cấp, tức là từ trên hai đợt cấp mỗi năm, thì ở cái nhóm này giúp giảm 22% các cái đợt cấp từ trung bình đến nặng với cái giá trị P là nhỏ hơn 0,01. Và các cái nghiên cứu cũng chỉ ra thấy rõ đây là cái nhóm mà bệnh nhân chung, nhóm mà bệnh nhân có cái đợt cấp không thường xuyên và nhóm các cái đợt cấp thường xuyên, và so sánh giữa với cái nhóm dùng placebo và nhóm roflumilast thì cho thấy là cái nhóm bệnh nhân mà dùng roflumilast thì giảm đáng kể cái tần suất các cái đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính. Thế còn về vai trò của macrolide thì ở Simogan năm 2008 thì nghiên cứu trên 109 bệnh nhân ngoại trú có bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính cho thấy thì việc dùng erythromycin 250 mg 2 lần mỗi ngày thì làm giảm đáng kể tần suất và thời gian của các cái đợt cấp trong hơn 1 năm. Anbe và cộng sự năm 2011 nghiên cứu kéo dài trên 1 năm ở trên 1.142 bệnh nhân bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính được dùng azithromycin với liều 250 mg trên ngày hoặc giả dược thì chỉ ra rằng là điều trị tích cực thì làm giảm đáng kể cái tần suất của các đợt cấp. Tuy nhiên thì các nghiên cứu cũng ghi nhận cái việc mà gia tăng cái tỷ lệ đề kháng kháng sinh, cái giảm thính lực ở nhóm dùng azithromycin thường xuyên hơn đáng kể so với cái nhóm giả dược, thì đây cũng là một cái cản trở trong cái cho việc mà chỉ định cái macrolide. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là trong các cái khuyến cáo của Gold thì cả roflumilast và macrolide thì đều là những cái lựa chọn sau cùng khi mà những cái phối hợp điều trị khác mà tỏ ra kém hiệu quả trong việc dự phòng các cái đợt cấp, thì khi đó chúng ta lựa chọn tiếp là roflumilast hoặc là macrolide trong điều trị. Về điều trị các cái bệnh đồng mắc trong cái dự phòng các cái đợt cấp của bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính thì các nghiên cứu chỉ ra là bệnh lý tim mạch là nguyên nhân gây tử vong đáng kể ở bệnh nhân có bệnh phổi tăng mãn tính, kể cả những cái bệnh nhân có bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính mức độ trung bình. Thì ở đây là các nghiên cứu như TOS, như IMPACT, như ETHOS thì đều cho thấy là có tới 44% số tử vong ở các cái bệnh nhân có bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính là do các cái căn nguyên có liên quan đến các cái yếu tố căn nguyên tim mạch, và thậm chí là kể cả ở những cái bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính mức độ trung bình thì các bệnh lý tim mạch cũng là cái nguyên nhân đáng kể gây ra cái tỷ lệ tử vong ở các cái bệnh nhân có cái bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính. Và có rất nhiều các cái bệnh ở đồng mắc mà đi kèm với bệnh nhân có bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính thì các cái khuyến cáo của Gold cũng chỉ ra là không nên thay đổi điều trị COPD khi có bệnh đồng mắc, và bệnh đồng mắc cũng nên được điều trị như những cái hướng dẫn thường quy. Về kết luận thì phần lớn bệnh nhân bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính sẽ trải qua những cái đợt cấp. Chúng ta thấy là có tới 77% các cái bệnh nhân bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính sẽ ghi nhận ít nhất một cái đợt cấp trung bình tới nặng trong vòng 3 năm. Đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính là yếu tố nghiêm trọng nhất gây ra giảm FEV1, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, bệnh tiến triển xấu và nguy cơ tử vong sớm. Và chúng ta cũng thấy là đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính là cái yếu tố mà chúng ta cứ nôm na gọi là đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính là yếu tố mà sẽ gọi cái đợt cấp tiếp theo, và là yếu tố quan trọng nhất. Và phối hợp các cái chiến lược về điều trị thuốc và không dùng thuốc kết hợp điều trị bệnh đồng mắc góp phần dự phòng giảm tần suất các cái đợt cấp bệnh phổi tăng nghẽn mãn tính trong tương lai.
Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các thầy, các cô, các anh, các chị và toàn thể các bạn đồng nghiệp.